làm cái gì đây? Làm gấp chưa mà để đi rồi. Tao đi đây với ba. Đi con. Tao đi vô nhà gấp chăn rồi con. Đi đây. Đi vô gấp chăn rồi tí nữa xuống chơi sau nhá. Ăn màn chưa gấp. Đây. Chạy xuống nhà chơi rồi. Nào con kéo một đầu ra đi. Đi ba gấp chăn nào. Nào. Ừ, kéo một đời kia đi. Hả? Kéo một đời đi. Đấy. Kéo đây lại. Kéo lại đây. Rồi, cảm ơn. Tao đi xuống nhà nào. Xuống nhà nó ăn đi. Nói chưa? Đi xuống nhà đi. Xuống nhà nó ăn là món. Đi con. Con ơi, đi nào. Ở đây chán quá thì dắt em lên nhà hai em ngồi xem tivi nha cho.
đợi ba nấu ăn nghe chưa. Nào, cái này con không ăn được không? Đấy ăn đi, cay lắm. Nào, đợi tí nhá. Cay lắm con, không ăn được đâu. Mon lại thích ăn hành hả? Đây là hành nghe chưa? Oh, nào, không ăn được, Mon. Đi, con rảnh thì con lên nhà con chơi đi. Chắc em lên nhà xem TV đi. Hả? Đấy, phụ ba làm à? Con có biết làm đâu. Ui. Ui. Ăn kìa. Mon ăn hành à? Ui. Cay không con? Cái không mà ăn ghê vậy. Nào cá, đi cho ba mặt sau nào. Cái không con? Cái không mà ngồi ăn, đứng ăn hay vậy. Đó. Ngon không? Ngon thì ăn đi. Ăn ít thôi nha, để bụng tí ăn cơm đấy. Trời ơi, hai game kìa. Đói lắm rồi hả? Cà ơi. Ngon không? À, đói lắm rồi hả? Đợi ba tí nha. Ôi ca ơi, đợi ba tí là xong. Ừ, nóng một tí thôi mà. Rồi, hai đứa ngồi đấy nha. Ừ. Nấu cơm hả? Mà nhưng mà con có cắm được cơm đâu. Ừ. Mà cảm ơn nhá. Thôi dẫn em Ca lên nhà chơi đi. Đấy, chờ Ca kìa. Ca đang ngồi bốc kìa. Đi xuống bốc với Ca đi. Bốc lại hết cho ba đi. Trời ơi, nhìn này. Đúng hết là đây thì còn. Thế này con làm sao được hả? Sao mà muốn giúp ba thì bảo ba hay chưa? Anh em cứ nghỉ thôi. Nó hay ba không để ý cái là đổ hết ra đây rồi. Thôi con, ăn nhạo làm gì? Ăn cơm này ăn ngon, ăn nhạo làm gì? Hả? Nào. Đói lắm rồi hả? Đi lên nhà xem TV đến 10 phút nhá. 10 phút nữa là cơm chín luôn. Đi, anh em dắt nhau lên nhà đi. Ra chơi với anh ngon thì con. Bám vào làm gì? Đi cắm cơm mà. Đó. Ôi trời ơi. Ra chơi với anh đi con. Ra đây ngồi chơi với anh này. Hả? Bà nấu cơm chưa? Mình có bám ba thế. Chỗ này bám ba thế. Thì ai nấu cơm cho ăn? Ta chơi với anh đi con. Nào, ôi trời ơi, trời bà xin lỗi nha. Đi. Hai em lên chơi đi. Đi đấy, đấy. Ừ, lên đây ngồi chơi. Trời, bán rồi. Ngon. Này, nào nó ăn ra. Anh hỏi cho ăn cho bà. Đói lắm đấy chứ. Đi nấu cơm thứ ba rồi còn. Hai anh em chật chội quá nhá. Ngồi đây nhá. Được. Nhà xem TV thì ba nấu ăn nhá. Ngồi đây dầu mỡ bắn hết mọi người đấy. Được. Xem. Ba là vỡ mất cây đào này anh nhìn đấy.
Trống không? Cái nào đẹp như thế, nó làm hư hết của mẹ rồi. Mời nó nhìn xem. Đây, hai em ngồi đây xem nhá. Mà xuống mà nấu ăn xong rồi xuống cơm mình chồng. Nào, vào đây. Đấy, anh em ngồi chơi với nhau nhá, bảo nhau chơi nhá, không được đánh nhau rồi đấy. Hai ngồi vào. Hai em ngồi đây đợi ba hoa nhá. Ngon không? Này, cao xuống đây rồi. Đợi ba đi. Cắm miếng vào đây. Cho cái này. Sao không? Ngồi đây để ba nấu nhá. Thôi nào, để sỏi cơm nữa.